cái này hai trăm một mươi ba và cái phần này thì anh cảm ơn em đưa cho hai đứa tuổi kêu không nghe. Vâng, kính thưa anh chị, buổi tối hôm nay thật là tuyệt vời đúng không ạ? Bãi biển Cửa Lò là của chúng ta, hội trường này là của chúng ta. Bây giờ hỏi các anh chị quy tôn đang ở đâu ạ? Các chị đang ở đâu? Chắc là nữa, các chị quy tôn đang ở đâu? Vâng ạ, chị quay chị rất nhiều. Vâng, buổi chiều ngày hôm nay các chị của công ty Fujito Việt Nam đã trải qua một chương trình hết sức ý nghĩa, đó là chương trình Tivoli trên bãi biển. Rất nhiều.